nha. Thì điểm hẹn lại lên, tiền lại chuẩn bị buổi tối cho gia đình ăn đây. Thì mời mọi người cùng xem là tối hôm nay mình sẽ nấu món gì cho gia đình mình ăn cơm nha. Bây giờ thì cùng coi lên nguyên liệu hôm nay mình có món gì nè. Đây, bữa tối của gia đình mình hôm nay đó là món tôm. Tôm mình sẽ làm món tôm rim nước cốt dừa nha. Món này đặc biệt ngon lắm, ăn hào cơm dữ lắm. Đây mình chuẩn bị sẵn là tỏi đầu hành để tí mình ướp vô tôm nè. Rồi ăn kèm luôn đó là mình nấu thêm một món, đó là súp. Súp khoai tây, cà rốt với nấm. Nấm này là nấm bồ ngư, ăn dai dai giòn giòn ngon lắm, ăn nấm này tốt cho sức khỏe. Nấm rau củ này mình nấu chung với nồi súp súp xương heo mình đang hầm nè. Ok, bây giờ thì mình bắt tay vô nấu thôi. Rồi bây giờ tôm hôm nay là mình đã nêm là 1 muỗng hạt nêm nè, bột nêm gà, rồi 1 muỗng bột ngọt. Bây giờ mình nêm vô là khoảng 1 muỗng đường, muỗng canh đường, này nhiều đường. Trộn đều lên. Mình trộn đều xong rồi mình để đây. Mình để đây mình chuyển qua mình trong cái thời gian chờ đợi cho tôm nó thấm á, mình sẽ chuẩn bị nước cốt dừa nha. Nhà chảo nóng rồi, cái mình bỏ nước cốt dừa vô. Để vô tủ lạnh nó đông rồi. Nửa hộ nửa hộ nó cắt về nhiều nhiều cho nó béo. Bên đây là nồi súp, bên đây mình đã bỏ rau củ vô rồi, bỏ khoai tây cà rốt vô trước một tí, cái mình bỏ nấm vô sau. Đơn giản nhanh gọn lẹ. Đây là mình nấu nồi chảo nước cốt dừa này chắc cũng khoảng tầm 5 phút đó, cho nó hơi nóng sệt sệt lại. Giờ để cho nồi nước cốt dừa nó nấu nó hơi sôi lăn tăn nhẹ, lửa nhỏ nhất luôn. Xong rồi mình qua mình nêm nồi súp này. Nêm 2 muỗng hạt nêm gà. Đây, mình xài loại hạt nêm này ngon. Ngon hơn mấy loại hạt nêm khác, bột gà. Rồi mình nêm với đường. Để
hầu nấm với rau củ nó ra ngọt thì mình bỏ chút xíu vị thôi. Cho nó hòa quyện vào nhau. Bây giờ nồi nước cốt dừa này nó sôi lên rồi nè, mình bỏ tôm vô. Nấu trong cái chảo nhỏ mà hầu cái mình dọn lên như cái chảo luôn cho nó gọn mà không có bị mất mấy cái nước của tép gan á. Giờ để lửa lớn lớn lên tí. Nhìn hấp dẫn nha cả nhà. Sôi sùng sục. Niêm lại coi thử coi cái tép nó đậm đà chưa. Thêm đường. Hai muỗng đường. Đây là chảo tôm gan sôi sùng sục, còn bên đây là nồi súp cũng sôi sục sục luôn. Xong hai món quá ngon xuất sắc luôn. Còn bên đây nồi súp đang sôi sùng sục. Rồi ok, quất thôi này. Ăn cơm thôi. Này món gì? Tôm gan với nước cốt dừa. Ăn lần đầu tiên ăn không? Tôm gan với tấu có chạy không? Không. Mai cả nhà. Sáng có 3 giờ mấy rồi. Thôi trời nó đông đúc hơn nên nó bốn gọn. Nấm ăn nó giòn, nó thật thật. Nào mua cho ông đi chợ. Không, không cho ông hợp.
hộp nhỏ hả? Hộp bự. Không biết ở bên đây thì sao nha. Cho nắm người ta mừng dữ lắm luôn, người ta thích dữ lắm luôn á. Bên đây có ngoài mắt nên người ta thích ăn nắm. Bánh lộn à. Cạp xương. Ủa con té em ăn trong chén chưa hết lấy còn thấp mới. Ham ăn á. Ta gọi là ham ăn. Thấy ngon bỏ vô, thấy hai con ngon bỏ vô chị dành. Sí. Anh đi tờ hả, anh mới qua ăn cho mượn cái laptop cho chiếc xe đạp 50 đô. Có 50 đô. Một chiếc xe đạp đâu? Đạp cho. Mà anh có chạy không? Không trở lại đâu. Trở lại một cái chỗ từ thiện á. Ừ. 100 chiếc xe đạp đi. Ông cho hả? Ừ. Ổng giàu chứ vậy? Đâu phải, chỗ từ thiện á. À. Ổng lấy cho. Ổng quen. Rồi ổng cho nó vô. Chiếc nào được tôi lấy rồi. Ừ. Em bỏ vô xe. Xe ổng là xe thùng mà. Xe van. Xe van á. Xe 12 chỗ ngồi á, nhưng mà lấy ghế á. Trở về cho một con, cho mượn cái laptop với 50 đô, bỏ vô cái dưới phía á. Hồi đó xài nhét bằng dưới phía. À anh nhớ anh phải là anh nạp 50 nhưng xài ngày một phải không? Dạ 2-3 ngày hết mẹ. Ông thôi đâu mất thôi. Đó ông biết xài mất hết mẹ 50 đô ông. Bye bye gì mắc gì vậy trời. Lúc đó qua buồn. Làm việc xem phim không? Ừ anh coi phim nó mau hết phải rồi. Anh đâu biết cài đâu, con không lại cài nữa chứ. Đúng không? Rồi ông chở đi chơi đồng đồng. Chở lại nhà ổng. Mà đẹp đâu có biết nói gì đâu. Không, không nói được. Em vui không? Ừ. Mình không nói. À, em nghĩ bữa nào anh nên mua nguyên thùng cho ổng. Mình nhớ anh có số điện thoại. Thôi làm vậy chỉ nhà. Hả? Thôi chứ sao ổng lại rút gì á. Thứ 6 ổng đi lấy mà. Ừ. Mình rồi hả? Thôi mình chỉ nhà. Ừ, đi chỉ nhà. Không biết ổng nhà đâu. Ờ chắc cũng gần đây đó. Ừ. Cái gì chứ không? Thì cái này. Còn ổng thì ổng lớn. Dạ tôi. Chai. Chai. Để tóc dài à. Con chó à. Thank you.
Mấy năm trước ổng cũng gọi hỏi thăm. Ổng đi Việt Nam ngoài tại vì ổng chở người Việt Nam nè nhiều á. Ổng đi Việt Nam ổng làm từ thiện chở một cô hình như gì nói là cái ông đó gom mấy cái lon đó không. Bữa nay là ở bên Việt Nam là mùng 5 tháng 5 á. Dạ. Nghe gì nói hai vợ chồng ông Peter làm trong họ luôn lắm mà. Có không? Ông làm gì ông có được trả lương không? Không biết. Có một ngày không sao hả? Cà cục mà ngon cho sáng này. Này chưa hết miếng cơm nè. Rồi ta ăn cái thứ hai cũng ngon. Ăn chan nước này. Hết nước rồi. Chan chan cái nước nè. Đã. Đi kèo kèo với mấy miếng ngon ơi. Còn để nước nhiều quá là không ăn. Chừng này khó gặp á. Lấy miếng này trộn đi. Nhưng mà xương này là nấu là ngọt nước. Cái lưng nó có tỉ nhiều ấy. Cái lưng với cái cao cũng được đây. Cái gì cái ống xương chân đó. Đi à, mời đi là. Chào các bạn nha. Mình đi đổ xăng. Mai mình đi làm. Mình chứ nóng. Hai chấm không. Hai.
nền nè, căng bụng, ngon quá trời. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn nha, chúc mọi người có một buổi tối bên gia đình thật là vui vẻ. Bye bye, cảm ơn mọi người đã xem clip của Tiền nha.